Hello anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với review đồng hồ chính hãng của thamlock.vn. Và mình là Tuấn đây. Hôm nay thì mình sẽ cùng quay lại để mà mình review một chiếc đồng hồ thuộc cái thương hiệu đó là Mont Blanc. Và trong cái chiếc Mont Blanc này có gì thì anh em hãy cùng xem intro trước nhé. Bắt đầu nào. Pizza time. Hiện tại thì trên tay mình đang là một cái hộp Mont Blanc và có thể thấy đây là một cái auto box giấy. Thì sau một cái quá trình thời gian sử dụng ấy, cái auto box này nó sẽ rất là dễ bị rách và bị nát. Thì trong đấy sẽ không có một cái gì để chúng ta có thể đựng được cái quyển sổ này cả. Thì nó sẽ rất dễ là bị rời ra như này. Đó. Đối với cả cái quyển sổ của Mont Blanc này sao, chúng ta sẽ có một cái quyển sổ rất là dày. Và cái phần bên ngoài của cái quyển sổ này sẽ là in bằng giấy can. Ở cái phần cuối của cái quyển sổ Mont Blanc này thì chúng ta sẽ được in cái thông tin của cái đồng hồ. Và cái chiếc đồng hồ chúng ta có ngày hôm nay sẽ là cái chiếc GMT, có cái reference number là 106465. Và chiếc đồng hồ này có gì thì anh em hãy cùng mở hộp ra nhé. Hiện tại thì cái hộp này, tất nhiên là đây sẽ là một chiếc đồng hồ cũ, vậy nên là cảm giác là cái hộp nó sẽ không được tinh tươm cho lắm. Thì bên trong sẽ là một chiếc Mont Blanc và đây sẽ là cái chiếc GMT One Time của chúng ta. Cái chiếc đồng hồ này thì sẽ có cái kích thước là 42mm anh em ạ, 42mm. Và sẽ có cái phần kích thước lắc đến lắc là 50mm. Độ dày thì nó sẽ là 12mm. Và chiếc này sẽ là một cái chiếc đồng hồ chống chỉ định cho những em có cổ tay từ dưới 16,5cm. Và nói thêm một chút thì cái trải nghiệm đầu tiên khi mà mình cầm cái chiếc Mont Blanc GMT One Time này đến ấy, đây sẽ là một cái chiếc đồng hồ rất là phù hợp với cả những anh em mặc đồ công sở và người khá là đậm. Chúng ta sẽ có một cái mặt số mang cái màu đen và toàn bộ cái phần mặt số này, cái phần dial này thì nó sẽ có cái dạng là vân hoa tiết Guloch. Nhưng mà nó không phải là dạng là Cloud de Paris như kiểu anh em thường thấy, mà nó sẽ là dạng dưới kiểu là đồng tâm. Và cái hoa văn này thì nó sẽ là hoa văn dưới dạng sóng và nó sẽ là được phát triển từ cái phần góc 6 giờ. Có cái logo 6 cánh của Mont Blanc là và nó sẽ phát triển ra. Thì nó sẽ tạo ra cho chúng ta một cái mặt số dưới dạng là sóng, và khi mà trải nghiệm dưới trời nắng ấy, hay là ở ngoài trời ấy, thì nó sẽ có một cái trải nghiệm gì đó rất là mới, nó rất là khác lạ so với cả những cái mặt số Glock mà anh em thường thấy. Thì chúng ta sẽ có hai cái phần mặt số chính. Thì cái phần mặt số bên ngoài cùng, tức là cái vòng outer rim của chúng ta, đó sẽ là được khắc 24 thành phố khác nhau, tương đương với cả 24 múi giờ khác nhau. Và ở phía bên trong của cái chiếc đồng hồ này thì nó sẽ được chia ra làm 3 lớp. Thì cái lớp ngoài cùng nó sẽ là cái phần cọc số được đặt lên bằng những cái miếng kim loại, và cái cọc số này ấy, thì nó sẽ là cọc số học trò. Toàn bộ những cái phần số học trò ở trên này sẽ được thiết kế dạng là nó hơi nghiêng một chút chứ nó không phải thẳng, vậy nên là nó sẽ tạo ra chúng ta một cái sự mềm mại. Ngoài ra thì chúng ta vẫn sẽ có thêm đó là một cái bộ lịch cơ bản để hiển thị ngày ở cái vị trí góc 3 giờ. Tiếp theo ở bên trong thì chúng ta sẽ có một cái sắp đeo phụ dưới hình tròn và sẽ được chia ra làm bán nguyệt, nửa xanh nửa trắng. Thì cái sắp đầu này sẽ được đánh số từ 1 đến 24. Nó sẽ thể hiện múi giờ thứ hai, tức là thể hiện là giờ sáng giờ tối đấy. Ok, tiếp theo thì chúng ta sẽ có thêm đó là một cái bộ kim bao gồm 4 kim. Chúng ta sẽ có 3 kim chính bao gồm là kim giờ, kim phút, kim giây. Kim giờ, kim phút thì nó sẽ được thiết kế dưới dạng là kim là liễu và được hoàn thiện bóng toàn bộ. Và cái phần hoàn thiện ở đây, hoàn thiện trên kim ấy, mình đánh giá rất là cao. Những cái đường cắt vát, những cái độ cong, những cái độ trải của kim nó rất là tốt. Ngoài ra ở cái phần đầu kim dây thì chúng ta có thể thấy ngay được là cái bông hoa 6 cánh của Mont Blanc, nó khắc rất là tinh xảo trên này thôi. Chúng ta sẽ có thêm đó là một cái kim GMT nho nhỏ và có đầu mũi kim đỏ thì thể hiện cho cái múi giờ 24 giờ của chúng ta thôi. Khi mà trải nghiệm cái phần mặt số này ở ngoài nắng ấy thì nó sẽ kết hợp cùng với cả một cái lớp kính sapphire nguyên khối và sẽ được phủ một cái lớp AR xanh. Thì cái lớp AR này nó sẽ xanh, rất là xanh, nó xanh tím luôn. Vậy nên là mình đeo ra ngoài nắng nó sẽ có cái màu gì đấy, nó mình cũng không biết nói như nào nhưng mà nó hợp anh em ạ. Nó hợp. Nó rất hợp. Đấy, mình chỉ biết có thể tả đấy, bởi vì đây là review mà mình không biết nói bằng cách nào cả, nhưng mà nó hợp. Còn đối với cả cái phần thân vỏ thì sao? Chúng ta sẽ có một cái phần thân vỏ được hoàn thiện bằng toàn bộ và nó sẽ gần như không hề có một cái đường sắc nét nào cả. Toàn bộ những cái phần chi tiết ở trên vỏ ấy, từ phần càng này, phần niềng này cho đến cái phần thân, xung quanh thân thì sẽ đều được bo tròn cạnh đi, bo tròn góc đi, và nó sẽ tạo ra cho chúng ta một cái độ mềm mại nhất, rất là riêng, chỉ dành riêng cho những cái chiếc đồng hồ sang trọng nó có thể đem lại thôi. Còn đối với cả cái phần bên thân thì sao? Chúng ta sẽ có cái phần bên thân này sẽ được khắc cái dòng chữ Master Stroke, tức là masterpiece của tiếng tiếng Anh. Và ở bên này chúng ta sẽ có cái dòng chữ Mont Blanc sẽ được khắc xung quanh cái phần núm. Chúng ta vẫn sẽ có một cái núm ở vị trí góc 3 giờ, và cái núm này sẽ là núm vặn cổ tra chứ không phải núm rút thông thường. Cái núm này sẽ được thiết kế dưới dạng là núm muối khế, và ở cái đầu núm này thì sẽ được in cái phần logo hoa sọc cánh màu đen trắng của Mont Blanc thôi. Nó cũng rất là dễ để anh em có thể nhìn ra. Còn đối với cả cái phần case back thì sao? Chúng ta sẽ có một cái phần case back dưới dạng là bắt vít. Vậy nên thì cái độ chống nước của cái chiếc này nó sẽ khá là khiêm tốn. Nó sẽ chỉ ở cái mức chống nước khoảng tầm là 33, tương đương với cả đó là 30m thôi. Thì ở trên cái phần case back chúng ta sẽ có thêm một cái số những cái thông tin như là chúng ta sẽ có xuất xứ này, chiếc này ở Thụy Sĩ rồi. Toàn bộ phần thân vỏ này sẽ được làm bằng chất liệu stainless steel, tức là inox ấy, inox satay gọi là thép không rỉ 316. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm cái phần số serial number ở chiếc này, nó sẽ có cái kết thúc là đuôi là 528. Còn đối với cả cái bộ máy thì cái chiếc đồng hồ này nó sẽ được Mont Blanc mua lại những cái bộ máy ETA 2898 từ nhà Swatch Group, và nó sẽ được đổi tên thành cái máy là 4810405. Ngoài ra thì bộ máy này nó sẽ có cái số trên kính là 21 trên kính, 42 tiếng chữ code và 28.800 dao động trên 1 giờ. Đối với cả cái phần hoa văn và họa tiết trang trí ở trên cái bộ máy này nó có những cái gì? Đầu tiên mình sẽ phải nhắc tới cái mà mình nhìn thấy đầu tiên, đó sẽ là cái vung tự động. Thì cái vung tự động này nó sẽ được khắc những cái họa tiết, đó là những cái vảy cá, và nó sẽ được xếp liền kề nhau. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm đó là những cái phần thông tin là thương hiệu này, thông tin về cái số lượng trên kính này thì đều sẽ được in bằng cái mực đen, nó rất là dễ nhìn thôi. Còn đối với cả cái phần thân máy thì nó sẽ được khắc những cái tia trải, và nó sẽ tạo ra cho chúng ta một cái sự kết hợp về mặt thị giác. Nó sẽ đem lại cho chúng ta những cái nét sáng, nét bóng, nó rất là cảm giác nó rất là tinh tế và nó rất là đắt tiền ở trên những cái chiếc Mont Blanc. Đối với cả cái phần dây thì sao? Hơi dở một chút thì cái chiếc đồng hồ của mình đã là hàng đã qua sử dụng, vậy nên là cái dây này thì nó đã không còn là dây zin nữa rồi. Nhưng mà bù lại thì mình vẫn sẽ có thêm những thông tin. Chúng ta sẽ có một cái bộ dây được làm bằng dây da cá sấu, tất nhiên là mình đang nói tới hàng zin đấy. Còn cái sẽ có cái kích thước của cái phần lắc là 22mm và cái phần đuôi dây là 20mm. Vậy nên là chúng ta sẽ có thêm đó là sẽ có một cái khóa bướm chống gập, đây sẽ là một cái khóa bướm đôi, và cái kích thước của khóa này sẽ là 20mm. Có một cái mà mình khá là thích ở cái khóa bướm này, đó là cái phần khóa sẽ được khắc chìm cái logo Mont Blanc. Đối với cả cái cách chỉnh cái chiếc Mont Blanc One Time này thì nó sẽ rất là đơn giản thôi. Đầu tiên thì mình sẽ phải rút núm ra, nhưng mà cái núm này thì nó sẽ là núm vặn cổ chai, vậy nên này em sẽ chỉ cần rút ra vặn ra đó. Thường ấy thì những cái chiếc đồng hồ khác thì anh em sẽ phải là rút ra một nấc để anh em có thể chỉnh, nhưng mà bây giờ thì mình thì cái chiếc này thì nó sẽ phải chỉnh luôn, chỉnh trực tiếp luôn. Và đây thì mình sẽ phải chỉnh cho cái giờ, đây cái cách chỉnh của mình thôi, thì mình sẽ chỉnh cái giờ hiện tại. Cái múi giờ hiện tại của mình là GMT+7, tức là Hồng Kông này, Bangkok này, Jakarta, Hà Nội, Hồ Chí Minh, thì mình sẽ chỉnh cái giờ đấy lên cái vị trí góc 12 giờ. Đó, anh em có thể nhìn thấy Hồng Kông ở trên 12 giờ rồi đúng không? Tiếp theo thì anh em sẽ phải vặn nhẹ ra một nấc nữa để mà anh em có thể chỉnh được là giờ GMT, tức là thang đo 24 giờ. Hiện tại thì cái đồng hồ của mình đây đang là 15 giờ 22 phút. Thì bây giờ mình sẽ chỉnh 15 giờ 22 phút nhé. Nhưng mà mình không biết là đây là 9 giờ sáng, 9 giờ tối thì mình cứ vặn qua vòng đã. Đó, bây giờ đang là 1 giờ chiều rồi đúng không? Bởi vì lịch chưa nhảy mà. Thì mình sẽ vặn ra là 13 giờ, 3 giờ 22 phút 22. Đó, áng chừng thế. Đúng không? Tiếp thì mình sẽ vặn nhẹ ra một nấc để mà mình chỉnh cái lịch và cái lịch GMT. Đây, đầu tiên thì mình sẽ chỉnh cái bộ lịch hôm nay ngày 14 này. Và bây giờ sẽ là 15 giờ đúng không? Và bây giờ mình sẽ vặn lên trên, mình chỉnh sang 15 giờ. Đó. Đó là mình đã hoàn thành xong cách chỉnh của cái chiếc Mont Blanc GMT này rồi, rất là dễ. Và cái cách chỉnh này cũng chỉ mất chưa đến 1 phút thôi. Thì nếu như anh em mà có thấy thắc mắc hay là có thấy bị khó khăn trong cái quá trình chỉnh ấy thì có thể liên hệ qua mình thì mình sẽ chỉ cho anh em. Đó, đơn giản thế thôi. Còn đối với cả cái phần giá retail của chiếc này thì sao? Cái giá retail của cái chiếc Mont Blanc này thì nó sẽ rơi vào khoảng là 6.000 đô, tương đương với cả đó là khoảng tầm 150 triệu tùy từng nơi bán. Còn hiện tại thì Time Lux Advance đang có sẵn một cái chiếc với cái tình trạng là hàng đã qua sử dụng và anh em có thể thấy là nó có đầy đủ hộp sổ thẻ rồi. Thì quên mất, cái thẻ của chiếc này sẽ là mua vào ngày 2015 và mua tại Nhật Bản. Yeah. Ok, cuối cùng thì cảm ơn anh em đã theo dõi video clip của Time Lux Advance. Nếu như anh em thấy hay thì vui lòng để lại một bình luận cũng như một like, một share, một subscribe để anh em bọn mình có thể ra được những cái clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.